phác đồ điều trị mụn ẩn, giảm sẹo bã nhờn từ bình dân đến cao cấp nhé. Tẩy trang quốc dân Bioderma nắp hồng nhé. Rất ok cho da nhạy cảm và dùng được cả cho vùng mắt nhé. Bình dân hơn, làm sạch vẫn ổn thì có Garnier nhé. Sữa rửa mặt có BHA, đẩy mụn nhẹ nhàng thì có Codic. Chứa kẽm và kiềm dầu hơn thì có Flawless nhé. Với toner có thể lựa chọn toner active có chứa AHA của Eucerin, hoặc là có thể tối giản bước này nhé. Hoạt chất điều trị không quên BHA và retinoid. Nhẹ nhàng và quốc dân có Calenzid MS nhé. Mạnh mẽ hơn thì có Tretinoin, tuy nhiên là có khả năng gây kích ứng cao và cần sự theo dõi của người có chuyên môn nhé. Dưỡng ẩm dịu nhẹ, nhanh thấm, Betamoin. Nếu cần thêm ẩm cho mùa đông hanh khô thì sẽ nâng lên thành Wellmax có chứa thành phần HA nhé. Bình dân mà vẫn đủ đô thì có Fictima SPF 50 nhé. Đầu tư chân ái cho mọi loại da thì Neova nhé.